Hôm nay thì Bách Hóa Xanh sẽ chia sẻ một số lưu ý khi các bạn làm món chanh lắc Brazil, mọi người nhớ xem hết clip nha. Đầu tiên là việc rửa chanh, món này thì mình sẽ sử dụng luôn cái vỏ bên ngoài cho nên là mọi người lưu ý kỹ cái bước này xíu nha. Tốt nhất là rửa với muối để cái vỏ ngoài ra hết chất bẩn. Và vì cái món này mang thiên hướng đắng cho nên tốt nhất mình sẽ sử dụng chanh không hạt. Thứ nhất là để giảm đắng mà cái thứ hai là đỡ mất công lấy hạt ra. Rồi và trong quá trình cắt chanh thì mọi người nhớ cắt luôn những cái phần xấu xí hay là phần hư của chanh để cái nước chanh nó được đẹp hơn nha. Theo kinh nghiệm của tôi á thì nước mọi người nên đổ đầy một chút. Nói chung là sao cho cái hỗn hợp này nó lỏng ra chứ nó đặc quá là cũng không có được đâu nha mọi người. Rồi và cái phần mọi người thắc mắc nhất là nước chanh này nó có đắng hay không thì tôi xin trả lời là nó có đắng nha, nhưng mà cái vị đắng nó chỉ nhơn nhởn thôi và rất thơm chanh. Còn ai mà bị đắng nhiều quá thì tôi chắc chắn 1000% là các bạn chưa có cho đủ lượng sữa đặc. Như tôi làm chỉ có 4 trái chanh thôi nhưng mà tôi phải cho full hộp sữa đặc của tôi luôn á, nên là cái khẩu vị này mọi người nhớ tự cân chỉnh sao cho phù hợp với bản thân nha. Rồi và câu hỏi cuối cùng là uống cái này có bị đau bụng hay không thì tôi xin trả lời là cho đến hiện tại tôi vẫn khỏe ra hay chưa có gì bất thường, nhưng đối với ai bụng yếu thì tôi khuyến cáo không nên uống nha. Tại theo như tôi được biết á thì chanh với sữa sẽ tạo kết tủa gây khó tiêu nên mọi người nhớ lưu ý khúc này. Rồi bây giờ thì Bách Hóa Xanh mời mọi người uống ly chanh sữa Brazil mát lạnh này nha.